Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần công bố những thí sinh bước vào vòng nguy hiểm và phải đối diện với bài kiểm tra ngày hôm nay, để xem là những ai sẽ đi tiếp vào vòng trong và những ai sẽ tạm thời phải dừng lại ở cuộc chơi. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được công bố danh sách của mỗi đội những thí sinh trong vòng nguy hiểm. Đầu tiên là đội của thầy Sơn. Danh sách sẽ bao gồm 5 thành viên trong đội hình nguy hiểm. Thứ nhất là bạn Minh Duy. Thứ hai, Tấn Phát. Thứ ba, Tường Minh. Thứ tư, Đức Anh. Thứ năm, Hoàng Anh. Thật bất ngờ khi huấn luyện viên Thiên Sơn đưa hai cầu thủ khá mạnh là Hoàng Anh và Tường Minh vào top 5 nguy hiểm. Liệu đây có phải là một ý đồ chiến thuật? Như hôm bữa anh với em cũng chia sẻ về những cái danh sách mà nguy hiểm của cả hai lựa chọn. Sao? Thì mình bắt buộc phải thống nhất ra từ danh sách này một cái danh sách chung. 5 bạn sẽ bước vào vòng nguy hiểm để thi đấu. Chính xác, để đấu với đội bên kia ha. Đầu tiên đó chính là bạn Tấn Phát. Tấn Phát, đúng. Về mảng tự tin thể hiện trước ống kính cũng như là về phần kỹ thuật, bạn Phát chưa phát triển, chưa có tiến bộ lắm. Chính xác. Minh Duy. Minh Duy thì cũng hơi xuống phong độ. Chính xác, bạn như vậy. Rồi, bây giờ còn Hoàng Anh thì em nghĩ là vẫn phải cho Hoàng Anh biết là bởi vì mình tham gia một chương trình thần tượng bóng rổ chứ không phải một chương trình về cầu thủ bóng rổ. Thế nên Hoàng Anh cần cải thiện sự tự tin. Ví dụ nếu với cái khả năng của Hoàng Anh có thể chơi càng ngày càng tốt và càng gọi là một cầu thủ chuyên nghiệp, đúng không? Nhưng mà lúc mình nổi tiếng lên mà mình không có phong thái tự tin, cá tính thì cũng sẽ không hỗ trợ được nhiều. Đúng rồi, và Hoàng Anh cần phải cải thiện cái sự trình diễn của mình trước ống kính. Tường Minh thì thực ra là Tường Minh yếu hơn Hoàng Anh một chút về mặt chuyên môn. Tường Minh hiện nay ở trong đội thì Tường Minh thực sự muốn có được một tên trong danh sách đội chính thức thì Tường Minh đang phải giành được với lại các bạn khác. Và vì vậy Tường Minh cũng là cần phải thử thách thôi để có thể chứng tỏ được bản thân mình thôi. Ba cái tên còn lại như là Đức Anh nè, Thành Đạt, Đức Ân, em thì em nghĩ em sẽ chọn Đức Anh, bởi vì Đức Anh tính từ thời điểm casting tới đến hiện tại không có gọi là thể nổi bật về kỹ năng nữa. Khuyết điểm của mình là chiều cao và ưu điểm là gì, mình tập ném, nhưng mà bạn thể hiện ném vừa rồi không tốt. Còn về mặt thần tượng thì Đức Anh thì cũng khá nhưng nếu so về lượt yêu thích trên mạng xã hội hiện tại thì Thành Đạt với Đức Ân chiếm lượng yêu thích khá cao. Đúng rồi. Thứ nhất là bạn Thành Trung. Bạn thứ hai là bạn Đức Minh. Vũ Châu. Thiên Chí. Minh Tuấn. Và hôm nay mình sẽ đánh là 3-3 đấu với đội của thầy Sơn và Will. Và mình sẽ loại hai bạn trong top 5 nguy hiểm, đúng không? Thực ra là đội của mình á, về cái tinh thần tập luyện và thái độ tập luyện thì tất cả các bạn đều rất là tốt. Nhưng có vài bạn mình thấy là về kỹ năng nè, về cái tiếp thu vẫn còn chậm và yếu. Đó là những cái tên là những bạn là Minh Tuấn nè, Thiên Chí nè, bạn Vũ Châu nè, Đức Minh á. Vậy còn về mặt thần tượng thì sau buổi chụp hình hôm nay thì Cường thấy là bạn nào là yếu về mặt thần tượng? Thần tượng hôm nay có hai bạn yếu nhất là Thành Trung và Đức Minh. Thì em đang chưa thấy cái sự mà cố gắng trong cái buổi chụp hình của hai bạn. Hai bạn này khi mà mình nói nhiều mà các bạn vẫn bị đơ và các bạn khó mà thể sửa được thì em thấy hai bạn Thành Trung và Đức Minh là hai bạn hôm nay em chấm điểm thần tượng là khá là yếu. Thể lệ thi đấu của cả hai đội như sau. Các em phải tự sắp xếp trong nội bộ với nhau. Chúng ta sẽ thi đấu thể thức
3-3. Chúng ta sẽ có 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. 5 cầu thủ thuộc top nguy hiểm của mỗi đội sẽ bước vào trận đấu đối kháng đầu tiên theo luật 3-3. Thi đấu nửa sân, các cầu thủ được tự do thay người mà không có sự can thiệp của các huấn luyện viên. Đây sẽ là bài test để đánh giá khả năng tiếp thu chiến thuật của các cầu thủ ở những ngày luyện tập. Qua trận đấu, hai ban huấn luyện sẽ chọn ra 2 thí sinh bị loại. Đừng có cố ha, đứng ra giọng cố, mệt, thủ không được, đánh không được nữa, mệt một cái, bóng chết một cái là phải xin, chạy ra xin, đổi người liền ha. Rồi các bạn đánh thoải mái, tự tin lên nha. Rồi, đầu tiên vô trước, Thành Trung, Thiên Chí, Vũ Châu. À, rồi, hai bạn kia ngồi, cứ mệt, cầu không chạy ra đổi liền nha. Đi câu, đi câu. Bóng ra bên, phát bên. Thoải mái.
dành cho ông. Còn 25 giây. Đó là một. Rồi. Đứng bên lại. Có màu trái rồi đó. Và chúng ta đã kết thúc hai hiệp thi đấu cho bài kiểm tra ngày hôm nay. Cuộc thi mình chơi thì phải có thắng có thua, phải có người đi tiếp và có người phải dừng lại. Thế nên là bắt buộc ngày hôm nay mình phải có kết quả. Trong đội sư tử vui vẻ thì sau khi cái phần thi vừa rồi bọn em ấy, thì anh và thầy Trung Pâu cũng đã trao đổi với nhau rất là kỹ. Và anh và thầy Trung Pâu cũng đồng quan điểm như sau. Anh mời ba bạn bước lên. Thứ nhất là bạn Thiên Trí. Thứ hai là bạn Minh Tuấn. Thứ ba là bạn Đức Minh. Trong cái tổng số điểm về kỹ thuật và cũng như là hiệu suất bọn em ghi bàn ở trong cái trận đấu vừa rồi thì thật sự là ba người bọn em chưa tốt. Nhưng mà hôm nay cái người ấy mà ở lại
là bạn Thiên Trí. Thiên Trí về chỗ. Đức Minh và Minh Tuấn là anh rất tiếc là phải chia tay bọn em. Mình sống theo quan điểm là thắng không kêu, bạn không phải không nản. Cho nên là mình dừng chân ở đây á, mình nghĩ là mình sẽ không nản chí và cũng không thể nào mà từ bỏ được đam mê bóng rổ của mình. Hiện tại bên đội Tê Giác, những cái tên sau đây: Tấn Phát, Minh Duy và Đức Anh. Anh rất tiếc phải nói lời tạm biệt, là tụi em phải dừng chân trong ngày hôm nay. Thì với kết quả ngày hôm nay thì mình cảm thấy cũng khá là hài lòng. Thì đó là điều hiển nhiên à. Đội mình, tại vì đội mình ai cũng mạnh hết, nên mình cảm thấy mình ra ngoài là điều đúng đắn. Khá là sốc khi mà mình đã nỗ lực hết sức mình trong cái chương trình Thường Tượng Bóng Rổ, nên là kết quả hôm nay thật sự là một kết quả mà mình không hề mong muốn. Có hai gương mặt mình muốn nêu lên, có thể là xứng đáng hơn và cũng như là đáng được chọn hơn để lọt vào top nguy hiểm, đó chính là bạn Đạt và bạn Đức Ưng. Bởi vì hai bạn đó chỉ đáp ứng được chuyên môn về thần tượng, bởi vì hai bạn đó có nét đẹp cũng như là chiều cao khá là tốt. Nhưng mà về mặt chuyên môn bóng rổ thì hai bạn nó khá là tệ nếu mà xét về mặt bằng chung của cả đội. Trước mắt á, là Đức Anh vẫn còn là một ẩn số, vì Đức Anh rất là ít khi được ra sân và Đức Anh bắt buộc phải thể hiện bản thân của mình qua các buổi tập cũng như là trận thi đấu sắp đến. Và kế tiếp đó chính là Thành Đạt, thậm chí Thành Đạt còn yếu hơn Đức Anh một chút nữa. Riêng hai bạn này về mặt chuyên môn là chắc chắn các bạn sẽ phải tập rất nhiều. Chương trình mình là Thần Tượng Bóng Rổ, mà Thần Tượng Bóng Rổ là một cái người có thể cho mọi người nhìn vào, ngưỡng mộ và học theo. Bây giờ các bạn giỏi bóng rổ thì các bạn, người ta sẽ ngưỡng mộ và học theo các bạn về môn bóng rổ, đúng không ạ? Thì Thành Đạt với Đức Ân hiện tại đang có cái số lượng người theo dõi và yêu thích cao, thì nó cũng là một cái hay để quảng bá cái môn bóng rổ nó đến nhiều người hơn ha. Nên là mong là hai bạn này sẽ tiến bộ về mặt kỹ thuật trong ngày sắp tới. Okay.